Hello, xin chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Club. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại tôi đang là trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VBS và đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ Ichimoku được nhiều năm qua. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Nhất chia sẻ cho anh chị 5 cổ phiếu mà anh chị có thể lương tựa ở cái giai đoạn này, kể cả kịch bản VN-Index tích lũy ở cái thời điểm hiện tại, thậm chí là chỉnh sâu thì những cái cổ phiếu có thể lương tựa là những cổ phiếu như nào, là những cái cổ phiếu có những cái tiêu chí sau. Một là đang trong một xu hướng chung dài hạn, là xu hướng tăng. Cái thứ hai là trong một cái xu hướng tăng và dòng tiền của tổ chức, dòng tiền lớn đang cho thấy là lực mua vào xuyên suốt trong thời gian qua là tốt, và cái dấu vết mà họ thoát ra đối với những cổ phiếu này là chưa có, đúng không ạ? Đó. Thì chính vì vậy thì phiên ngày hôm nay cũng như là trong thời gian vừa qua nó đã chiết khấu. Cái thứ ba là nó chiết khấu về những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, có nghĩa là điều chỉnh về vùng hỗ trợ tương đối mạnh, có dòng tiền lớn gom ở những vùng đó rồi. Thì đó là ba cái tiêu chí mà chúng ta có thể nương tựa được ở trong nhịp thị trường đi ngang tích lũy, tăng hoặc là điều chỉnh. Nó đều là những cái vùng hỗ trợ tốt. Đó, thậm chí thị trường tích cực thì nó sẽ đi lên theo thị trường. Đó, thì đầu tiên thì Nhất chia sẻ với anh chị đầu tiên là hai cái cổ phiếu đối với nhóm ngành chứng khoán. Như anh chị thấy thì trong cái nhịp hồi phục của thị trường trong thời gian qua thì đâu đó nhóm ngành trụ như ngân hàng đã đi lên được gần 10 phiên rồi, bất động sản cũng đi lên được 5-6 phiên rồi, dầu khí cũng đi lên được 5-6 phiên rồi, đúng không ạ? Ở cái giai đoạn này thì chỉ có đâu đó nhóm ngành thép chứng khoán vẫn đang trong nhịp điều chỉnh và tích lũy. Và ở cái nhịp này thì đối với một số cổ phiếu mà đã trong nhịp điều chỉnh trước đó rồi, về những vùng hỗ trợ và có dấu hiệu chứng trở lại, những cái dòng tiền không bán đối với cổ phiếu này nữa, càng ngày càng cạn cung, thì cái khả năng đây nó là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của những cổ phiếu này. Thì Nhất sẽ điểm danh 5 cổ phiếu đã nhá, sau đó chúng ta sẽ đi từng cổ phiếu một. Đầu tiên là cổ phiếu về chứng khoán, là cổ phiếu SBS. Cổ phiếu về chứng khoán thứ hai là cổ phiếu HCM. Về ART thì Nhất cũng đã chia sẻ cho anh chị ở trong những room giao lưu mở thì đâu đó một vài phiên trước rồi, đúng không ạ? Đó, về hôm nay nó chạy rồi, đó, nó lình xình tích lũy quanh vùng hỗ trợ mạnh thì hôm nay chạy mất rồi, đúng không ạ? Trên livestream cũng chia sẻ cho anh chị, và ở trên những cái room giao lưu mở hoàn toàn miễn phí cũng chia sẻ với anh chị rồi, đúng không ạ? Và thậm chí là đối với anh chị khách hàng của Nhất ở trong room khuyến nghị cũng khuyến nghị mua ART tại vùng này rồi. Thì thời điểm hiện tại nó chạy rồi thì nó sẽ không còn là phù hợp nữa đối với trong cái phân tích của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì hai cổ phiếu về chứng khoán ở thời điểm này nó chưa tăng nhiều, nó là SBS và HCM. Tiếp đến là một cổ phiếu nữa của nhóm ngành dầu khí là PLX, đúng không ạ? Đang vùng hỗ trợ mạnh, về xu hướng trong chung dài hạn là dòng tiền vào tốt và tích lũy đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 năm qua, nhịp này đang điều chỉnh một nhịp tương đối mà mạnh. Rồi, đó là cổ phiếu thứ ba. Cổ phiếu thứ tư là cổ phiếu C69. Đó, cũng đang ở những cái vùng hỗ trợ và tích lũy tương đối tích cực, có cái lực tăng. Đó, cổ phiếu này thì nó đã hồi phục lên rồi. Nhịp vừa rồi thì Nhất cũng có chia sẻ một số anh chị nhà đầu tư là khách hàng của Nhất mua cái vùng này rồi. Và phiên ngày hôm nay nó đang cho thấy một cái nhịp bật tăng, có dòng tiền lớn tham gia vào với C69. Thì cổ phiếu thứ năm đó chính là cổ phiếu TIP, anh chị nha. Đó, cũng đang trong nhịp điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ mạnh. Đó, trong quá khứ của nó điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh này, bật tăng lên. Và nhịp này cũng đang ở vùng hỗ trợ mạnh và có lực hồi phục lên. Đó, khả năng lình xình tích lũy và mất cái vùng hỗ trợ này cũng tương đối là thấp. Đó, thì những cái cổ phiếu tiêu chí này là cái nguy cơ rủi ro chỉnh sâu là khó khăn, và cái cơ hội phục hồi lên ít nhất một nhịp trong ngắn hạn, thậm chí là vùng hỗ trợ là cái vùng đáy ở trong ngắn trung hạn trong thời gian tới. Đó cũng là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta có thể lương tự ở trong cái nhịp này, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên thì Nhất sẽ phân tích về cổ phiếu SBS. Đó, SBS thì về xu hướng trong chung dài hạn là một xu hướng tăng. Nhịp này đang là một nhịp tích lũy trở lại. Dòng tiền vào tốt này, đúng không? Dòng tiền những nhịp bật tăng này, biên độ tăng giá tốt, dòng tiền vào tốt này, đúng không ạ? Bật tăng lên. Đó, và trong cái nhịp tích lũy lại này đã điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ tương đối là mạnh, thì trong những nhịp thị trường hoảng loạn thì Nhất cũng chia sẻ anh chị trên livestream đối với các cổ phiếu như SBS tại cái vùng này,
và rất nhiều các cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán như VIX cũng vậy, trong nhịp điều chỉnh trước đó, đúng không ạ? Và nhịp này thì nó đang trong nhịp hồi phục rồi. Nhịp điều chỉnh dòng tiền bán ra thấp cũng là dấu hiệu tích cực. Và trong xuyên suốt những cái nhịp đi lên này, mặc dù những cái nhịp điều chỉnh này nhưng chưa có dấu vết của dòng tiền bán ra, cho nên là nó là một trong những cổ phiếu mạnh ở cái vùng hỗ trợ mạnh. Anh chị có thể mua được loanh quanh cái vùng 14, 14.3. Đó, cắt lỗ trong ngắn hạn là quanh cái vùng 13.2 nha anh chị nha. Cắt lỗ 13.2. Chốt lời trong ngắn hạn là 17.5 nha, 17.5, 17.6. Đó là cổ phiếu đầu tiên. Tiếp theo là cổ phiếu HCM. Đúng không ạ? Về những cái nhịp livestream gần đây thì Nhất cũng chia sẻ với anh chị rồi. Trong một nhịp điều chỉnh ở đây thì trong những cái phiên trước thì Nhất cũng chia sẻ với anh chị, vùng này anh chị bắt đầu mua được rồi. Và thời điểm hiện tại từ cái vùng mà Nhất chia sẻ với anh chị trên livestream thì hôm nay cũng là 246 phiên rồi. À, mặc dù chưa tăng mạnh nhưng nó có dấu hiệu hồi phục tại vùng hỗ trợ này rồi. Đó, cho nên là đối với HCM là gom vùng hiện tại luôn cũng được. Và kịch bản mà điều chỉnh xấu nhất thì nó về đến vùng 34 bật tăng trở lại. Đó, đây là vùng hỗ trợ rất mạnh rồi, có thể mua ở cái vùng hiện tại là 35.9 đến vùng 34. Nếu giả sử như là kịch bản rủi ro điều chỉnh về vùng 34, gom lốt số còn lại, cắt lỗ quanh vùng 32, đúng không ạ? Chốt lời trong ngắn trung hạn là quanh cái vùng 42-44. Và trong cái thời gian tới là khi bật tăng lên vùng này, nó sẽ lình xình tích lũy hấp thụ nguồn cung này, sau đó có cơ hội đi lên tiếp. Về xu hướng trong trung dài hạn thì xu hướng nó đang là một xu hướng tăng. Đó, dòng tiền vào tốt và chưa cho thấy dấu vết của tổ chức bán ra. Đó là những cái dấu hiệu tích cực mà cái vùng hỗ trợ này đối với HCM là một cái vùng hỗ trợ mạnh, anh chị nha. Rồi, tiếp đến cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu VLX. Đó, trong những thời gian gần đây thì Nhất chia sẻ rồi, cái vùng này là vùng hỗ trợ tương đối mạnh của VLX. Đó, nhịp này bật tăng, tuy nhiên thì chưa bật tăng có gì là mạnh cả, đúng không? Cho nên là nó vẫn loanh quanh cái vùng hỗ trợ. Đó, vùng 5657 là mua được, cắt lỗ sớm hơn tại 55.1 đi anh chị ạ. Đó, cơ hội vừa hồi phục thì target trong ngắn hạn vùng 59 đến 60, và thậm chí sau nhịp hồi phục lại gặp cái vùng cản này cũng là cái vùng nguy cơ tiết cung đối với anh chị nhà đầu tư nằm ở quanh cái vùng này. Tiết cung ra thì nó lình xình hấp thụ nguồn cung thì nó có cơ hội đi lên ở trong trung dài hạn. Này nhá. Rồi đó là cổ phiếu thứ ba. Cổ phiếu thứ tư là C69. Đó, C69 thì về xu hướng trong trung dài hạn là xu hướng tăng rồi. Đúng không ạ? Và nhịp này đang thấy là một cái nhịp tích lũy tích cực, đang có cơ hội tiếp tục bật tăng trở lại về đến vùng đỉnh cũ. Đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay dòng tiền vào tốt. Đó, xuyên suốt ở trong nhịp này thì trong những nhịp tăng thì cho thấy là dòng tiền lớn tham gia vào tốt. Những nhịp điều chỉnh này càng ngày càng cạn cung là chứng tỏ là không nhiều nhà đầu tư chấp nhận bán ra đối với cổ phiếu này. Nên là kỳ vọng về trung dài hạn đối với C69 là tương đối tích cực. Và phiên ngày hôm nay bật tăng lên 18.1 thì cái cơ hội mà đóng cửa trên 18.2 trong một vài phiên tới tương đối là cao. Và khi nó đóng cửa trên 18.2 này, nó có cơ hội bật tăng tiến lại vùng đỉnh cũ này nhá. Ở trong ngắn hạn nó tiến về vùng đỉnh cũ này, lình xình tích lũy mà đi lên được nữa thì là tương đối tốt. Thì như vậy thì nếu mua đối với C69 ở quanh cái vùng này thì cắt lỗ ở nhịp ngắn hạn là dưới cái vùng 16.6, nha, mất 16.6 là bán. Ở trung dài hạn thì mất 15.2, đúng không? Cho nên là ngắn hạn thì cắt lỗ 16.6 và target là vùng 20-21 anh chị nha. Chúng ta đến vùng đỉnh cũ rồi. Rồi, tiếp đến là cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu TIP, đúng không ạ? Cũng là một cổ phiếu xu hướng đang trong một cái xu hướng tăng, dòng tiền vào tốt này. Những cái nhịp bật tăng cho thấy là những cái dòng tiền lớn tham gia tốt. Ngay cả những nhịp đang tích lũy ở quanh vùng đỉnh này, đó, tích lũy lại quanh vùng đỉnh này và điều chỉnh một nhịp tương đối là mạnh nhỉ. Đó, tại vùng hỗ trợ đang có cây nến rút chân trở lại. Thì ở vùng này là một trong những cái cổ phiếu nó điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Chính vì vậy đây nó đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh. Khi nó hồi phục như này thì chúng ta có những cái tín hiệu để xác định những cái vùng cắt lỗ thuận lợi. Đó, có nghĩa là mỗi cái thương vụ mua bán cổ phiếu thì chúng ta phải xác định được vùng cắt lỗ và vùng target. Đó, làm sao đối với các cái thương vụ thì cái vùng mà chúng ta kỳ vọng lợi nhuận target nó phải gấp đôi, gấp 3, thậm chí là gấp 5, gấp 10 lần những cái vùng cắt lỗ, nó là thương vụ hấp dẫn. Đó, thì ở đây thì đối với cổ phiếu TIP sau cái đà hồi phục lên như này và phiên ngày hôm nay đang cho thấy chứng trở lại, nhưng mà không sao, nó chứng trở lại không sao, nhưng mà
ở cái thời gian gần đây cho thấy dòng tiền vào tương đối tốt rồi. Chúng ta có vùng cắt lỗ tại vùng 49.6, có nghĩa là đóng cửa dưới 49.6 thì khi đó nó có thể là chỉnh sâu hơn về những cái nền tích lũy này đó. Thì thời điểm hiện tại là cơ hội cái nguy cơ rủi ro là thấp anh chị nha, cho nên là càng chỉnh anh chị có thể là mua được, đúng không? 51 đến 52 là mua được, cắt lỗ ở quanh cái vùng 49.5. Target ở trong ngắn hạn là cái vùng đỉnh cũ, là áp lực tiết cung trong ngắn hạn lình xình tích lũy. Thì như vậy thì lượng cầu mua lên, cung bán xuống sẽ gặp nhau ở loanh quanh cái vùng là 57 đến 57.5. Đó có nghĩa là target trong ngắn hạn 57 57.5. Khi nó lên đến cái vùng 57.5 này, đó, nó sẽ có những nhịp lình xình tích lũy quanh vùng này ở cái biên độ hẹp, bởi vì lúc đó thì cái vùng hỗ trợ nó rời lên đây này, đúng không ạ? Vùng hỗ trợ này nó rời lên đây. Đó, 54 đến 55 nó lình xình tích lũy vùng này và có cơ hội tiến lại vùng đỉnh cũ và tiếp tục một nhịp bật tăng trong trung hạn anh chị nhá. Rồi ok, đó là năm cổ phiếu nhất chia sẻ cho anh chị trong cái buổi ngày hôm nay mà chúng ta có thể là lương tự đối với nhịp thị trường, kể cả tích lũy, điều chỉnh, thậm chí là tích cực đi lên thì hầu hết các cổ phiếu nó đều đi lên ở trong nhịp này. Và đối với nhịp tích lũy cũng như là nhịp chỉnh sâu thì cái rủi ro những cổ phiếu này chỉnh sâu là khó. Giống như cái nhịp mà trước thì Nhất cũng chia sẻ anh chị những cổ phiếu, ví dụ STB đúng không ạ? Chia sẻ anh chị trên live stream cũng như là trong room khuyến nghị VIP về cổ phiếu STB mua vùng này. BIDV mua ở vùng này. Đúng không ạ? Rồi cổ phiếu VIX này cũng vậy luôn, đúng không ạ? Mua ở vùng này bởi vì nó là vùng hỗ trợ mạnh ở trong trung dài hạn rồi này. Đó, thời gian gần đây hiện tại là hàng về hết rồi. Rồi cổ phiếu PVS đúng không ạ? Mua vùng giá này. Đó, thời điểm hiện tại là T4 T5 về rồi. Rồi, còn rất nhiều các cổ phiếu khác này, ART này, đúng không ạ? Bật tăng rồi, HNG là nhịp gần đây này. Đúng không ạ? Mua cái phiên các cái phiên này. Đó, thời điểm hiện tại T5 T6 về hết rồi. Đó, thì những nhịp này thì các cổ phiếu này thì cái cơ hội trong thời gian tới nó cũng là cái cơ hội tiếp tục có cơ hội hồi phục lên phía bên trên. Cả HCM cũng vậy. Về đến vùng hỗ trợ mạnh ở vùng này là khả năng hồi phục lên được 10 đến 15% là tương đối cao, thậm chí là tiếp tục đi lên trong trung dài hạn. Ok, như vậy thì nếu như anh chị thấy cái sự chia sẻ của em Nhất là hữu ích, nhiệt tình và mang lại giá trị dành cho anh chị có thể là mở tài khoản dưới sự hỗ trợ của em Nhất tại công ty chứng khoán VBS để anh chị có cơ hội tham gia vào room khuyến nghị mua bán quản trị danh mục cho anh chị tương đối là hữu ích. Đó. Và anh chị đừng quên tham gia cái room Zalo này, thì hàng ngày anh em trong team Ichimoku Club sẽ hỗ trợ anh chị hỏi đáp các mã cổ phiếu trong phiên hàng ngày và liên tục, hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó còn chia sẻ cho anh chị những cái điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng. Anh chị có thể là mở điện thoại ra, bật camera để quét cái QR code này để tham gia luôn vào room giao lưu hỗ trợ hỏi đáp hàng ngày, hoặc là cái đường link bên dưới phần mô tả. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video khuyến nghị cũng như là những cái live stream hỗ trợ hàng ngày tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.